Sau thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, Công an H. Tri Tôn, An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Thị Ngọc Mai, 55 tuổi, ngụ xã Cô Tô, H. Tri Tôn, để xử lý hành vi hành hạ mẹ ruột. Sáng 23 tháng 7, Đại tá Nguyễn Trường Viễn, trưởng Công an H. Tri Tôn, An Giang cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Dương Thị Ngọc Mai, 55 tuổi, ngụ ấp Sóc Chiết, xã Cô Tô, H. Tri Tôn, để điều tra về hành vi ngược đãi, hành hạ mẹ ruột. Trước đó, vào tháng 3, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài khoảng 3 phút ghi lại cảnh người phụ nữ bạo hành một cụ già trong lúc đang tắm, vệ sinh cho cụ. Người này liên tục dùng tay đánh vào người, vào bộ phận sinh dục, bóp cổ cụ và chửi, mắng cụ chết sớm đi. Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã được cộng đồng mạng chia sẻ và tham gia bình luận với thái độ bất bình, phẫn nộ. Kết quả điều tra của Công an H. Tri Tôn xác định người bị ngược đãi, hành hạ là cụ bà N. T. L. 87 tuổi, đã mất vào ngày 12 tháng 2, còn người đã có hành vi đánh đập chửi bới cụ bà chính là bà Dương Thị Ngọc Mai, là con gái thứ tư của cụ L. Đoạn clip ghi lại cảnh bà Mai hành hạ mẹ ruột được quay trước thời gian cụ L mất khoảng một tháng. Qua làm việc với cơ quan công an, bị can Mai chỉ nhận thực hiện hành vi ngược đãi mẹ một lần, nhưng cơ quan điều tra đã chứng minh được Mai nhiều lần thực hiện hành vi ngược đãi, hành hạ mẹ ruột.